Vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào các bác nhé. Hôm nay thì tiếp tục Thắng Hoàng làm cái clip này, vừa là giới thiệu với các bác mẫu đẩy ba kênh, vừa là bóc ra để các bác có thể là xem được kỹ hơn một chút nữa so với những video trước. Thì lô đẩy này thì hiện tại là em đã bán, đây là có 2, 4, 6, 7 thì em đã bán đi được 4 cái rồi, còn 3 cái cuối cùng để cho mọi người cũng có thể là chưa xem được video trước thì mọi người xem video đây. Thì mọi người có nhu cầu thì mọi người đặt hàng với công suất 800W, 800W, 1500W ở 3 kênh. Đây là đẩy 3 kênh các bác nhé. Thì kênh số 1, kênh số 2 thì các bác có thể đánh full 40, và kênh số 3 các bác có thể là đánh súp 50. Đấy, những anh em nào chơi gia đình thích chơi những cái dòng công nghệ như dòng này là dòng mạch Class TD đời cao, Class TD đấy, và với công suất lớn như vậy thì anh em có thể đặt hàng bên em. Thì cái này thì anh em chuyên dụng, với cái công suất này thì đạt được để cho anh đi làm, anh em đi làm kẹo kéo ngoài trời đấy cũng khá là ok. Tại vì cái dòng công suất mà 600 600 1200 600 600 1000 hoặc là 1200 đấy thì ra ngoài trời á thì nó gần như là nó đáp ứng nó hơi đuối. Tại vì cái công suất ở ngoài trời thì đánh loa là nó bị loãng âm, cho nên là nó không đủ lực. Phải mua những cái công suất nó lớn như vậy thì anh em dùng mới đảm bảo nhá. Đấy, thì Thắng Hoàng cũng bán báo giá cho các bác luôn là cái dòng chuẩn công suất, cho nên là mọi người dùng nó yên tâm hơn. Nhưng nhiều khi cũng không dám báo nó cao hơn, để mà nhiều khi anh em đánh nó không hiệu quả rồi nó lại cháy đồ đi, gọi điện đi gọi điện lại nó cũng hơi mất thời gian cho vừa người bán hàng, cho vừa anh em đi làm nó cũng mất thời gian đấy. Để giới thiệu sơ la bươn lược lại một chút nha các bác nhá. Thì đây là thương hiệu của sản phẩm, và đây là model của sản phẩm. Công tắc tắt bật 3 volume, 3 kênh. Kênh số 1, kênh số 2, mỗi kênh 800W. Kênh số 3, 1500W các bác nhá. Đấy, chính xác từng kênh luôn. 1, 2, 800, 3, 1500. Đấy là chuẩn nhá. Máy này thì họ thiết kế rất là đẹp, cũng như là những cái đường xương, những cái mặt phay nhôm rất là chắc chắn luôn, rất là dày, kim loại rất là dày nha mọi người. Đấy, ốc ác thì gần như là không dí con nào, tất cả đều bằng ốc lục giác. Đấy, đầu hoa thị hoa khế đây các bác nhá. Máy đẹp, máy zin, không con nào sửa lỗi cả. Và đây là các bác có thể là xem máy ở bên trong. Đấy, máy bên trong thì Thắng Hoàng có bóc mặt ở bên hông để Thắng Hoàng giới thiệu về cái phần sò để cho các bác xem. Đấy, phần ở giữa sẽ là bo nguồn. Đấy, nguồn chạy tụ 200V, tất cả tụ 200V. Có thêm bộ lọc nguồn ở mặt trước. Đấy, bộ lọc nguồn ở bên trong trong con đẩy này. Đó, biến áp chia nguồn này, và cái này là cái dạng biến áp dành cho nguồn cấp trước. Đấy, cái này thì các bác cũng không cần quan trọng lắm, tại vì trong bộ máy thì cái nào nó cũng vậy thôi, biến áp to, biến áp nhỏ hay là như thế nào thì nó cũng chỉ là cái dạng chia nguồn điện cho máy nó chạy thôi. Còn máy thì cứ đảm bảo chạy ok, ổn định, tiếng hay là được rồi. Đấy, còn mình cũng không cần phải đau đầu suy nghĩ về các cái phần linh kiện này nó xử lý cái gì, nói chung nó hơi rườm rà một chút các bác ạ. Đấy, phần ở giữa là bo nguồn, phía sau hộp này là bo xử lý tín hiệu, hai bên sẽ là hai bo công suất, máy chạy mạch Class TD. Đấy, các bác có thể nhìn thấy máy rất đẹp nha. Đó, đây là bên mặt hông này. À, cái dòng này thì nó chạy bằng nó sử dụng chiếc áp bi, cho nên là các bác điều chỉnh nó cũng rất là cân đối, rất là chuẩn luôn này. Đấy, đây là bên hông mặt sò các bác nhá. Mặt sò một bên. Đấy, mặt sò một bên thì các bác có thể quan sát này. Linh kiện tụ rất là xịn này. 200V này, tụ rất là xịn này. Đấy. Nichicon này, dòng tụ rất là xịn nhá các bác nhá. Đấy, tụ đây là tụ SK Saken. Sò Saken nhá các bác nhá. Đây là sò Saken diode. Sò lái, sò thúc. Sò này là cái dạng sò cao cấp hơn nữa, là sò MZL. Đấy, công suất nó đạt đỉnh hơn là những cái dòng sò Saken hoặc là sò Toshiba hoặc là sò NJW. Đấy, những cái dòng công suất lớn khủng thì nó mới sử dụng những cái dạng sò này. Đấy, MOSFET 25N60. Đấy, cái bo này là có cái bo công suất 800 các bác nhá. 800 là từ đây đổ lại đến đây là của một kênh này, là công suất 800 này. Đấy, và từ đây đổ lại đến bên đây này là công suất 800 của kênh số 2 này. Còn cái bên phía bên kia là nó cũng sẽ như thế này.
nó tại vì nó đánh tổng lực, nó đánh BTL mà, nó đánh tổng lực cho nên là công suất nó gấp đôi, nó lên 1.500 hoặc 1.600 gì đấy. Đấy. Thế về cái mức độ hoàn thiện đây các bác có thể những cái tấm lót này, ốp này, diode này, sò này, tất cả này đều là hàng rất là chất, hàng cao cấp, hàng xịn luôn, chuẩn xịn luôn các bác nhá. Đấy, để đảm bảo nó ra được một cái công suất nó lớn như vậy, nó cần những cái dòng như là dòng mạch khuếch đại tối ưu nhất, đấy là dòng mạch class TD. Đấy, móc phét đời cao này, sò công suất lớn này, sò xịn của Saken này. Đấy. Cho nên là các bác để ý lưu ý những cái dòng máy mà nó đã sử dụng đến lĩnh công nghệ class TD mà nó đang còn dùng như thế này, nó mới đạt công suất 800. Đấy, cho nên anh em lưu ý để mua những cái sản phẩm khác nhá. Các bác có thể nhìn từ phía sau lên phía trước này, máy rất là đẹp. Máy phải nói là rất là đẹp luôn các bác ạ. Bao đẹp luôn cho các bác nhá. Đó, và phần phía sau đây các bác. Đấy, phía sau thì rắc Newtrik cắm ra loa này. Đấy, 3 kênh này. Cái này thì em tặng kèm cho các bác này. Đấy. Và dây rắc này em tặng kèm cho các bác này. Đấy, đúng không ạ? Chế độ gạt. Đó. Còn 3 con cuối cùng, mỗi con main là 7.500.000 một con. 7.500.000 một con, bảo hành cho các bác 6 tháng. Đấy, máy khủng, máy hiếm, công suất như thế này là khá hiếm rồi. Đấy, còn các bác đi nói chung là dùng gia đình thì các bác dùng cái mã thấp hơn được, 600 1.200 mạch class H. Đấy, còn nếu như các bác thích dùng chất âm cái class TD nó mượt mà hơn, bay bổng hơn, nghe nó sướng hơn, hoặc là đi làm sự kiện với công suất nó đáp ứng đủ hơn thì các bác mua cái máy này. Đấy. Còn 3 cái. Các bác có nhu cầu thì cứ gọi điện trực tiếp cho em qua số 0969800985. Thắng Hoàng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin chào các bác nhé.